Chào các bạn quay trở lại với khóa học Revit Architect 2019. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mái bằng cách là vẽ mái sử dụng cái mặt bằng mái. Đó chính là cái công cụ ở trong tab Architect phần Panel View. Và các bạn thấy có mục Roof. Và chúng ta sẽ học về cách vẽ mái sử dụng cái công cụ Roof by Footprint sử dụng mặt bằng mái để vẽ nên một cái mái. Thì ở đây công trình mẫu của mình là gồm có cái công trình như các bạn đang thấy trên màn hình này. Thì ở đây mình sử dụng để minh họa cho các bạn, ví dụ mình sẽ vẽ hai cái mái, một cái mái cao hơn và một cái mái thấp hơn này. Mục đích không phải để mình vẽ công trình như cho đúng mà mục đích để mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ vẽ mái này để các bạn nắm được hết các cái chức năng của nó. Bây giờ mình sẽ quay trở về cái mái trên này, mặt bằng mái trên này. Để có cái file thực hành này thì các bạn download ở cái phần description trên cái video YouTube của mình. Ok, ở đây mình có cái mặt bằng mái ở đây. Bây giờ mình sẽ vẽ cái mái trên này. Để vẽ công cụ mái trên này thì các bạn vào tab Architect, chọn Panel View. Và ở đây chúng ta có Roof, gọn kích mũi tên sổ xuống này. Chúng ta có chọn cái chức năng là Roof by Footprint. Ok, gọn kích vào đây. Rồi, chúng ta nó đã đưa chúng ta về chế độ Sketch Mode, tức là cái chế độ này giống như cái video trước các bạn học cách vẽ sàn ấy. Thì nó vẽ mái hay vẽ sàn thì chúng ta đều phải vẽ sketch dưới dạng 2D, sau đó thì sau khi kích vào Finish thì Revit nó tự động tạo ra đối tượng 3D cho chúng ta. Thì các bạn thấy đây là màn hình để chúng ta vẽ Sketch Mode, nó mờ mờ như vậy. Bên trên này là hiện các cái công cụ giống như các bạn đã thấy trong cái phần vẽ sàn. Ở đây mặc định nó cho chúng ta vẽ biên sàn là kích hoạt cái nút Boundary Line. Và bên vẽ này thì nó có sử dụng cái chức năng Pick World để vẽ cái biên để bắt cái đường viền của cái mái, chân mái này. Ok, trên thanh Option 3 các bạn thấy có một lựa chọn là Define Slope. Tức là khi vẽ thì nếu mà các bạn muốn tạo một cái mái mà có độ nghiêng thì các bạn chọn Define Slope để cho chúng ta chọn cái mái mà có độ nghiêng. Còn bên trên này Overhang là đoạn mở rộng ra của mái. Đoạn mở rộng ra của mái. Thì ở đây mình chọn Define Slope, tức là mình vẽ mình có xác định độ độ nghiêng và độ dốc của mái. Và Overhang là độ mở của chân mái từ cái vị trí mình tích này. Thì ở đây các bạn thấy nó để mặc định là 450, mình để là thành 550 đi. Ok. Rồi, ok. Phần này là phần loại mái. Thì ở đây mình chọn một cái loại mái mỏng mỏng này thôi, generic 125 mm này. Ok, chúng ta chọn một cái loại mái mỏng như vậy. Ok, bây giờ mình đi mình pick. Thì các bạn thấy là mình pick vào cái bức tường thôi, tại vì ở trên công cụ draw này nó cho mình đã chọn cái công cụ pick world này là mặc định rồi. Chúng ta tích vào đây. Đó. Các bạn thấy khi chúng ta kích vào cái đấy thì là nó hiện lên một cái hình tam giác như thế này và trên này có độ dốc, thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi cái độ dốc này ở đây. Ví dụ đây nó đang để là 30 độ thì các bạn thể chỉnh độ dốc kích vào đây để các bạn chỉnh lại độ dốc. Ví dụ mình chỉnh là 20 độ chẳng hạn, mình enter. Tương tự như thế các cái khác. Pick. Ok. Đó. Ok. Như này sau khi các bạn pick bốn cái hướng này rồi ấy, thì các bạn vẫn đang ở chế độ pick line. Thì các bạn muốn thoát cái chế độ mà pick world này để tạo sketch này này. Và về chế độ chỉnh sửa mà các bạn muốn chọn được các cái đường này để các bạn chỉnh sửa ấy, tại vì mình đang cần bo các góc này lại, tại vì giống như cái phần sàn đấy các bạn thấy là cái biên của nó phải khép kín. Không giao nhau, không trùng nhau. Thì muốn như thế mình ấn Escape một lần hoặc là các bạn ấn nút Modify này cũng được. Mình kích modify này. Rồi bây giờ mình đi mình chỉnh sửa. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng stream. Đây, các bạn sử dụng stream để bạn bắt hai cái này lại với nhau. Ok, mình sử dụng cái thằng này mình bắt thằng này lại với nhau. Ok. Rồi mình ấn escape để mình thoát cái lệnh stream này. Bây giờ các bạn thấy ba cái thằng này đang độ dốc là 30 độ. Rồi bây giờ mình có thể chọn cả ba cái thằng này để mình chỉnh độ dốc một lượt. Thì sau khi bạn chọn cả ba cái thằng này á thì các bạn thấy trên trên bảng property ấy, thì nó có cái tham số slope. Các bạn chỉ việc chỉnh cái số này về cái số 20 thôi.
Ví dụ giống như cho nó bằng cái thằng bên trên này thì tất cả thằng này nó đều chuyển về 20. Ok, sau khi các bạn thấy bạn vẽ cái chân mái này đã ok rồi thì chúng ta kích vào Finish. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển về 3D, chúng ta xem. Đó, các bạn thấy đây là cái mái 3D mà các bạn vừa vẽ ra. Thế mình có thể chọn cái mái 3D này trên không gian 3D này, các bạn thấy là nó có một trong bảng property, nó có cái tham số slope, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cái số này ví dụ lên 26 thì máy này nó sẽ tự động nó thay đổi cái độ cao cho chúng ta. Đấy, thì cái này cũng giống như các bạn gì, các bạn kích chọn này, các bạn kích chọn edit footprint, xong đầu bạn chọn tất cả bốn cái chân mái đấy, xong bạn điều chỉnh độ dốc, thì cái việc mà các bạn chọn ở đây bạn chỉnh luôn cái tham số slope trong bảng property thì hai việc này có ý nghĩa tương tự nhau. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái máy này, mình kích vào Edit Footprint để mình điều chỉnh lại một chút cái mặt bằng cho nó, vì cái mặt bằng nó không phải là cái hình này. Ok, bây giờ mình chọn Boundary Line, rồi mình chọn cái Pick World. Ok, mình chọn cái thằng này, ok bạn thấy đây, mình vừa pick hai cái thằng này để nó tạo này, thì các bạn thấy là Revit nó đang là pick line mà nó sẽ tự bo cho chúng ta, còn nếu như nó không tự bo thì các bạn sẽ phải sử dụng trim này bằng tay, nhưng may mắn trong trường hợp này chúng ta sử dụng pick world ấy, thì nó sẽ tự động nó bo tạo hình này cho chúng ta rất là chuẩn, thành một cái đường chân mái khép kín. Ok, mình ấn escape rồi. Gần kép, các bạn thấy đây à, cái thằng này nó đang có độ dốc 30 độ, những cái thằng này đang là 26 độ. Ok, mình sẽ chọn hai cái thằng này, mình chỉnh lại độ dốc thành 26 cho giống thằng kia. Ok, bây giờ các bạn thấy nó ok rồi thì các bạn finish. Đó, các bạn thấy máy như thế này, nó tự động nó điều chỉnh. Giờ mình chuyển về dạng wireframe để các bạn thấy. Hai, ok. Đó. Ngoài ra, các bạn có thể thực hiện các cái thao tác khác. Ví dụ các bạn chọn máy này, các bạn kích Edit Footprint. Các bạn muốn không muốn cái máy nó dốc nữa chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn cái thằng này. Ví dụ mình chọn hai cái thằng hai đầu này. Và các bạn bỏ độ dốc đi. Đây này, các bạn thấy là Define Slope này, mình bỏ đi, mình không muốn nó có độ dốc nữa thì mình tích bỏ, mình Finish. Đó, các bạn thấy máy nó thành như này. Đó, thế nào cũng được, nói chung là tùy các bạn cách vẽ, nhưng mà cái công cụ để làm việc với nó thì đơn giản là như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển về cái mặt bằng mái thấp hơn này để mình vẽ cái mái thấp. Đây, chúng ta có mái thấp. Rồi chúng ta lại đi kích hoạt cái lệnh vẽ vẽ mái, chúng ta sử dụng công tab architect, panel view, phần group, chọn group by footprint, kích vào đây. Chúng ta lại sử dụng pick world. Ok, bây giờ mình sẽ đi pick, rồi mình pick thằng này. Ok, thằng này có độ dốc 30 độ. Những thằng khác giả sử mình không muốn có độ dốc thì mình tích bỏ cái này đi. Ok, còn cái thằng ở góc này mà mình pick ấy, thì nó là trong nhà mà nó lại có cái đoạn mở rộng chân mái này thì mình không muốn, cho nên mình để cái thằng này là không. Ok, bây giờ mình đi mình pick, bạn thấy đây thì nó lại pick ra ngoài biên này mà. Đấy, ví dụ mình muốn là nó vào đây chẳng hạn, nó ở mặt trong này của cái bức tường cơ, thì mình kích vào nút này chẳng hạn, các bạn kích thì cả cái viền này nó đều thu vào vào trong như thế này, thì mình không muốn điều đấy thì các bạn kích bỏ to ra ngoài này, mình sẽ ấn escape này. Ok, mình tích chọn thằng này, mình xóa đi, mình không vẽ bằng công cụ pick này được nữa, tại vì pick world nó không theo ý mình không làm nào được, thì mình phải chọn cái thằng pick line. Pick line có nhiệm vụ là bất kỳ đường thẳng nào nó sẽ đều tạo một cái đường sketch cho chúng ta. Các bạn có thể pick vào đâu cũng được, miễn là có đường thẳng. Thế bây giờ mình sẽ pick vào đây.
Đó, sau đó mình sẽ cùng dùng công cụ stream. Mình stream lại. Ok. Mình stream lại. Ok, mình ấn escape. Ok. Ở đây bạn ấn escape thoải mái nhé, nó không thoát khỏi chế độ sketch mode được. Để chỉ trừ khi nào bạn kích vào nút finish edit mode hoặc là cancel thì nó mới thoát thôi. Rồi chúng ta kích vào đây. Ok, mình sẽ chuyển về ban đêm mình sẽ. Ok. Các bạn thấy độ dốc này. Đấy, mình hơi lớn, mình có thể cho cái độ dốc này. Chỉnh cái độ dốc này lại một chút. Ok, chúng ta chọn này, kích vào edit footprint này. Mình chọn cái thằng này này. Mình chỉnh độ dốc thằng này là 15. Ok, mình kích finish. Đó. Các bạn có thể chỉnh lại đến bao giờ các bạn. Đây là do thiết kế kiến trúc thôi. 12. Ok. Đấy. Đấy là cách chúng ta vẽ. Các bạn có thể sketch trên 3D cũng được, nhưng mà thường chúng ta sketch trên trên mặt bằng thì sẽ dễ hơn. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách vẽ cái mái sử dụng cái công cụ Rub by Footprint bằng cách vẽ đường chân mái. Ở phần vẽ mái các bạn cái lưu ý là chúng ta có các cái chức năng về liên quan đến độ dốc và cái một số các chức năng để các bạn vẽ như Pick Word, Pick Line. Các bạn thực hành để chúng ta sẽ có thể vẽ cái phần mái này được nhuyễn hơn. Ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.